Siro Bimbi Appetito, siro ăn ngon ba tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Khách đầu tiên mà mình biết tin mình mang thai Lion, nó đã diễn ra như thế nào? Dạ, thật ra thì em là một người khó có con. Thì trước khi mà hai vợ chồng đi quyết định là sẽ thả bé thì em với chồng em là đi tới bác sĩ Hiền để mà khám trước khi mà thả có con đó chị. Thì một cái tin xét đánh đó nha, bác Hiền nói là cả chồng và vợ là coi như là hai đứa là rất là khó có con. Em á thì là dự trữ trứng của em nó bị ít quá. Nghe như vậy mình cũng hồi hộp, mình cũng lo. Mà trước đó là em đi chích ngừa, chích các loại ngừa để mà tốt cho mẹ bầu khi mà mình thả bầu á, thì em đi chích hết. Nhưng mà đến khi đi khám bác sĩ xong thì bác sĩ nói vậy thì cũng hơi lo lắng. Nhưng mà may mắn nó mỉm cười tới với hai vợ chồng. Cái ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào? Có một cái tâm lý là mình sẽ đang thả con và mong con. Mà hôm đó là sinh nhật ông chồng em nữa, thì em cũng nghĩ là bây giờ mà nếu như mà ngày hôm đó mà mình có baby mà mình khẳng định được, tại vì em không biết là mình có thật sự có hay không, mà mình thấy trong cơ thể mình nó có sự thay đổi rõ rệt luôn. Tại vì mình mong quá chị, cho nên là mình cứ hay lên tìm hiểu là trước khi có bầu là sẽ có những hiện tượng nào. Thì tự nhiên em thấy những cái tháng đầu tiên nó của em là em có cảm giác là nó ợn ợn trong người, mà thay đổi tâm sinh lý lắm chị. Người em nó khó chịu mà kiểu sao sao á, thì em cũng nghi lắm. Nhưng mà em cũng hy vọng là tới cái ngày sinh nhật của ông xã mình sẽ làm một cái cú bất ngờ cho ổng. Thì trước đó là em bị Covid cho nên là em cũng lo. Trước cái ngày sinh nhật ổng 2 ngày là em thử thì nó lên nhạt nhách rồi chị. Nghĩ là nó chưa có chắc chắn đâu. Tới cái ngày sinh nhật của ổng thì sáng hôm đó em dậy thật là sớm, em thử xong rồi cái em thấy nó hơi đậm mà một cách rất là chắc chắn luôn. Là em nhắn tin cho bác Hiền, em gửi cái đó cho bác Hiền. Bác Hiền kêu trời ơi chúc mừng em nha, nếu mà nó đậm như vậy là khả năng rất là cao rồi. Thì em mới nhắn tin cho ông xã em, kêu chồng ơi vợ bị hai bạch rồi. Thì ổng tưởng em bị hai Covid nữa chị. Ổng nói kêu chết mồ rồi, bây giờ đi cách ly nữa hai vợ. Em mới nói với ổng là không, cái này cách ly tại nhà nha. Thì ổng không biết gì trơn chị. Đến chiều về thì đi đặt một cái bánh kem hình con cọp, với lại em giữ lại cái que thử thai đó. Cái hồi em ghim vô cái đuôi của con cọp á. Rồi ảnh biểu cảm rưng rưng đầu không? Dạ có, thì nói chung là chồng em rất xúc động. Tại vì chồng em cũng lớn tuổi rồi, cho nên là đang rất là mong con. Dạ. Rồi thế là hốt vợ đi khám liền. Dạ thì đi xuống khám thì bác Hiền cho chúc mừng là lúc đó em bé được mấy tuần tuổi rồi. Cho nên mà rất là vui. Em thay đổi nhiều lắm, nhiều thứ lắm khi mà lúc mà em mang bầu. Mà lúc đó em có đang kẹt cái dự án phim nào không? Dạ không, trước đó là em xác định là em thả con, cho nên là em chỉ nhận game show này, với lại đi quay mấy chương trình nhỏ nhỏ thôi. Lúc đó là có phim của chú đạo diễn Khoa Nam mời em bay chính luôn. Nhưng mà em nói là giờ con đang thả em bé cho nên là con chưa có dám nhận. Cũng lúc đó là mình cũng đã gác lại mọi công việc qua một bên để mình tập trung cho con thôi. Tại vì em là một cái người ham làm, em làm nhiều quá. Mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ không có đủ sức khỏe để mà mình có con. Cho nên là khi mà đi khám bác sĩ về xong là mình phải tự cố gắng trấn an bản thân mình là mình phải ngừng công việc lại một tí xíu. Rồi thế thì cái hành trình mang thai nó tiến triển như thế nào? Em có bị nghén nhiều hay không? Rồi ông xã hỗ trợ em trong cái việc mang thai như thế nào? Dạ 3 tháng đầu tiên thì em nghén thịt heo. Em nhìn thịt heo là trời ơi em ớn lạnh, em nổi hết da gà dình luôn. Mà em cũng ngán không có nhiều chị, chỉ có mỗi thịt heo thôi. Không hiểu tại sao cứ thấy thịt heo là em sợ. Nhưng mà em lại thích ăn cá. Tất cả các loại cá em thích ăn lắm. Cá kho một mình em có thể ăn được 1 kg cá nục. Cá nục á, cá nục cuốn bánh tráng với lại rau sống đó chị. Chắc mẹ tính gửi đồ vô nhiều lắm. Dạ đúng rồi, mẹ em mua cá nục tươi gửi vô, xong rồi em hấp lên rồi một mình em ngồi ăn. Em ăn ngày nào em cũng ăn, xong em live stream cho mấy chị coi, mấy chị thèm chơi vậy đó. Rồi ngoài cá ra thì mình còn có cái thay đổi gì nữa không? Dạ chị có thích ăn cá nè, rồi không có bị ốm nghén nhiều. Qua cái giai đoạn 3 tháng em nói chị là em ăn tất tần tật, em ăn không cái gì mà em không ăn trơn. Em ăn nhiều thứ lắm, em ăn được. Nói chung là trộm vía là cái lúc mà em có bầu thì em rất là khỏe. Một ngày em live stream 8 cử, em vẫn nói ào ào, em đi ầm ầm. Em làm tất cả mọi việc, tại em nghĩ là tại vì em là người mà hoạt động, em không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhưng mà mình làm mẹ rồi thì mình sẽ có những cái mà cẩn thận để mà lo cho con. Cho nên là em tuy là em hơi ồn ào một tí xíu, nhưng mà em vẫn cẩn trọng trong những cái ngày tháng mà em có bầu. Ví dụ cái sự cẩn trọng đi cho người ta tin, chứ cái hình nền của Hồ Bích Trâm là thấy lúc nào cũng rần rần đó. Đúng rồi chị, lúc mà em bầu em còn đẻ ra em còn quay TikTok á. Là em nhảy mấy cái bài đó, xong mấy chị nó kêu trời ơi có khi nào về tuột em bé ra này kia không. Tại vì thật ra là mình đang có một em bé trong cái bụng mình như thế này, và mình cảm nhận được là mình sẽ như thế nào, cho nên là mình luôn tiết chế. Cho nên là khi mà mấy chị nhìn vô mấy chị cứ sợ. Mà hơi em có bầu em bị chửi nhiều lắm.
Bị chửi chuyện gì? Vô duyên lắm chị. Một ngày đẹp trời em thấy người ta đi chụp hình bầu, người ta vẽ cái mặt cười trên cái bụng bầu đó, rồi em cũng em kêu trời cái bộ hình này dễ thương quá, mình cũng muốn chụp giống vậy mình làm kỷ niệm. Mà em đâu có chụp hở hang hay là chụp sexy hay là như nào đâu, em bận một cái đồ len, quần đùi với lại cái áo khoác ở ngoài tay dài, lộ cái bụng ra rồi vẽ hình mặt cười em bé cười như thế này. Rất là dễ thương. Gia đình nhà chồng em rất ủng hộ và rất là khen bộ ảnh rất là dễ thương. Cái lượt like nó kinh khủng luôn, mà lượt bình luận chửi cũng nhiều luôn. Kêu là chưa thấy con mẹ bầu nào mà mất nết như con này. Rồi mày nghĩ sao mày vẽ hệt mặt cười lên cái bụng này này kia. Rồi mày nghĩ sao con mày vẽ một mắt như vậy, rồi mai mốt nó ra đời một mắt hả? Có nghĩa là những cái lời đó người ta chửi rủa mình rất nhiều. Em là lúc đầu em không quan tâm, nhưng mà đến những cái bình luận mà người ta xúc phạm tới con của mình thì em cảm thấy là rất là tội cho em bé, và em cảm thấy em có lỗi với con mình. Thực ra người ta chửi các bạn cũng không phải vì người ta ghét các bạn đâu. Nó sẽ có một cái cơ chế tâm lý mà tôi yếu thế trong một số hoàn cảnh. Tâm tính của tôi nó không có được bình thường. Tôi vẫn muốn chửi ai đó, nhưng tôi không chửi được cái người đó. Không có cơ hội tôi bung cái điều đó ra. Thế thì bây giờ tôi bung vô ai? Tôi bung vô cái người mà tôi có cảm giác như là người ta không biết tôi là ai. Có nhiều người họ bung những cái lời rất là cay đắng cho các bạn, nhưng không phải là vì họ ghét các bạn, không phải là vì các bạn làm cái gì đó mà họ buộc phải chửi, mà vì họ đang chuyển di một cái nguồn năng lượng trong cuộc đời của riêng họ đó. Nhưng họ không chửi chồng được, chửi chồng có thể chồng quýnh á. Không chửi con được, chửi con nó xách ba lô ra khỏi nhà đó. Càng không được chửi ba má, càng không được chửi sếp, chửi nhân viên nó quật lại rồi làm sao. Thế thì bây giờ tôi chửi ai? Tôi chửi vậy đó. Tôi chửi Phong Long, nhưng mà chửi Phong Long nó không có đã nữ. Tại vì phải có đối tượng thụ hưởng. Vô tình lướt thấy cái hình của em, họ nhào vô họ nói. Nhưng mà đợt đó thì khi mà bắt đầu mà bị chửi như vậy thì em rất là buồn. Em nghĩ là trời ơi, tự nhiên người ta chửi mình. Nhưng mà may mắn là em có nhiều chị còn vô nói là cái lúc của tôi có bầu á, tôi còn chưa được chụp như vậy, tôi ao ước được một bộ hình kỷ niệm như vậy còn không được, tại sao lại chửi? Thì em lại may mắn ở chỗ là có một bộ phận khán giả người ta yêu thương em, người ta hiểu được, người ta vô chửi lại giùm em. Em là bản thân em là một người cũng dễ bị người ta ghét lắm, biết sao? Em ăn to nói lớn, rồi em thẳng tính quá, cho nên là dễ bị ghét lắm. Nhưng mà riết giờ em quen rồi. Không nên quen mấy cái chuyện đó nghe. Mình không nên quen với những việc như vậy. Nhưng mà mình phải quen với cái việc mình xử lý, để mình nhẹ cái đầu mình thôi. Yeah. Ha. Rồi tiếp tục tới câu chuyện ăn nhiều như vậy thì lên bao nhiêu ký? Lúc em chưa có bầu là 58 ký. Trong cái thời gian mà em thả em bé là em nói là mình phải có sức khỏe, cho nên là em cố gắng ăn. Lúc đấy em không có cần kiêng cữ gì trơn. Thì em lên được 62 ký. Là cái bụng em nó có nơi bụng rồi, nhìn em như bầu 3 tháng vậy đó chị. Rồi bắt đầu khi mà em bắt kiệm có em bé xong em ăn nữa, thì em lên tổng cộng lúc em sinh là 79 ký. Em lên hơi bị nhiều. Mình có bình tĩnh với cái số ký 79 không? Em bình thường à, em không quan tâm. Em chỉ biết quan tâm là ăn cái gì để tốt cho con, bổ cho con thôi, chứ em không sợ mập. Nhưng mà bác sĩ có cho phép em lên cân nhiều như vậy hay không? Dạ thì bác sĩ cũng khuyên em là ăn những cái đồ mà bổ vô cho con nhiều hơn, đừng ăn nhiều mà đồ bổ mẹ. Nhưng mà em biết sao em ăn mà bổ mẹ không. Con cũng bổ nhưng mà em vẫn lên cái dù dù. Thật ra thì đúng là mẹ bầu cứ thèm gì thì cứ nên ăn, nhưng mà cái nào mà nó không tốt mình hạn chế thôi, chứ không thể nào mà mình kìm hãm cái cơn thèm của mình được. Lúc đó nó cũng ảnh hưởng rất là xấu đến con nữa. Em ăn bầu và em ăn nhiều như vậy thì chứng tỏ rằng là em được chăm sóc rất là kỹ và rất là được cưng ở trong gia đình. Dạ, trong cái giai đoạn em có bầu thì chồng em cũng có cưng em. Từ cái lúc mà em có bầu là chồng em không cho em vô bếp nấu ăn nữa. Anh hai của em là người nấu, nấu cho cả nhà ăn luôn, rồi nấu cho em, rồi chăm cho em thì có anh hai. Còn mỗi buổi sáng thì là chồng của em sẽ là người đi mua đồ ăn. Rồi em có một cô bé trợ lý cũng rất là dễ thương, cũng hay mua trái cây đồ này kia cho em ăn. Nói chung là cái thời gian mà em có bầu là cái thời gian mà em cảm thấy là em hạnh phúc nhất, huy hoàng nhất. Dạ, em được mọi người thương yêu và mọi người cho em ăn rất nhiều. Mà lý do em mập là tại cho mọi người cho em ăn nhiều quá, chứ đâu phải tại em. Dạ đúng rồi, tại cái miệng em nó cũng hơi dinh đồ ăn. Thôi mà ha, cũng có lửa mới có khói rồi đó. Yeah. Rồi mình ăn tới bao lâu mới ngừng ăn để đi đẻ nè? Tới cái ngày em đi đẻ em vẫn thèm ăn nha chị. Trời ơi, em đói gì mà em thèm đi trà sữa. Mà lúc đó là có mấy chị khán giả nói là em ơi, bây giờ em thèm gì em ăn đi, chứ em đẻ xong rồi em phải kiêng cữ rất nhiều. Thì khi mà em vô bệnh viện rồi, lúc đó là 9 giờ tối em thèm đi trà sữa quá. Thì chồng em order về cho em một ly trà sữa. Em quất một ly trà sữa xong em ăn một ly mì gói với lại khô bò. Là em nhớ là trước khi em để lại măng đó đó. Dạ, khó ngủ rồi ạ. Trộn tròn. Em chỉ là nghi ngờ thôi. Đó là em mua em nghĩ. Nhưng mà mình có đợi không? Tức là tại cái thời điểm đó mình có đang trong cái giai đoạn là đợi để được mang thai không? Dạ có gì đó. Cho nên là thực ra là biết đâu em nghi ngờ thôi. Nhưng mà cái chuyện mà em nghi á, mà nó biết được với cái mà em đang không mong á, rồi là cái nỗi nghi đó nó lớn. Lớn, đúng rồi. Nhưng mà em thử quay trước 3 ngày đúng không chị? Ủa
kỳ kinh kế tiếp là em đã đi thử rồi. Dạ. Mình nôn nao đến mức như vậy. Dạ, và thử thai vào tầm gì? Lần này là khoan, lần này có nghi que có vấn đề đúng không? Dạ không chị. Lâu lâu tôi cũng phải tìm được một cái người tiêu dùng mà có niềm tin vào sản phẩm như vậy. Rồi sao rồi vui mừng thông báo hay là im lặng và giấu giếm? Dạ, em vui mừng thông báo chị. Nhưng mà cái này em không nghĩ là chồng em nói vậy, em là nó xạo. Không nghĩ là em nói thật. Cũng là sao? Tức là chồng lại không phải phản ứng rất là ngược. Dạ. Là làm gì cũng. Dạ, đúng rồi, làm gì đó. Không có đâu. Ủa tại sao anh nghĩ là không có đâu? Em không biết tại sao nữa. Không. Mà cứ cười cười xong rồi nói là không có xạo. Dạ, vậy đó chị. Đúng rồi, cứ nói như thế là chị khó. Không phải là người ta không tin, nhưng mà vì người ta vui quá ngon quá đúng không? Người ta không dám tin đó là sự thật. Chính xác, tại vì sao? Với một cái người không tin á là người ta sẽ né tránh luôn, kiểu cũng đã không có đâu, và người ta đi mất tiêu, người ta đi đến một nơi nào đó. Còn ở đây là thiệt ra là như một kiểu chống chế chứ không có đâu, giống như là tự trấn an bản thân mình á, để nếu mà em bé chưa có tới thì kiểu như là mình cũng được bị một phần á, nhưng mà không kèm được nữa sung sướng, cho nên cứ đi theo thì cô rồi thì cô rồi vậy hả, bác cứ vậy đúng không? Dạ, rồi dạ. Rồi thì anh cũng theo sát em trong thời gian kỳ ạ. Anh vừa chọn cho em những loại thuốc bổ là tốt nhất. Khoan, đến khi nào vậy anh mới tin đó? Đến khi là em nói là thôi, cái đó thì em mới tin. Nhưng mà lúc đó là em tin, mặc dù chưa có tới kỳ kinh kế tiếp, mình thử xong lên hai bạn là mình tin rồi. Dạ, rồi phải có đi kiểm tra lại cho nó chắc chắn không? Dạ, em có đi khám. Bạn chở em đi nha. Dạ, em sẵn chở em đi. Tới lúc đó mình gặp người ta mới tin. Đúng rồi, bác sĩ nói mình mới tin đúng không? Dạ. Thì lúc mà mình gặp bác sĩ là lúc đó thai được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, được bốn tuần. Rồi sau đó cái câu chuyện mà ảnh hỗ trợ em cái quá trình mang thai như thế nào? Dạ, ảnh thì ảnh lớn tuổi hơn em cho nên ảnh có rất nhiều kinh nghiệm từ việc chọn thuốc bỏ thai cho đến cái việc ăn uống như thế nào cũng rất là kỹ. Chứ chỉ đơn giản là kỹ trong những cái vấn đề là ăn uống rồi thuốc để bồi bổ cho bà bầu, hay là nó còn nằm ở cái vấn đề là chăm sóc em về tâm lý nữa. Bởi vì bà bầu lúc nào cái tâm lý nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều so với lại lúc mà mình chưa có bầu. Dạ, thì chăm sóc ăn uống mà, nhưng mà tâm lý thì là cũng quan tâm là về sớm để sợ bỏ buồn. Nhưng mà cái sự kỹ lưỡng của ảnh á, lúc đó em tận hưởng theo kiểu là rất là dễ chịu, rất là thư thái và rất là gọi là cảm thấy rất là hài lòng. Hay cái sự kỹ lưỡng của ảnh nó đến cái mức mà em cảm thấy rồi sao mình bị ngọt luôn vậy, mình cảm thấy là mình bị căng thẳng theo cái sự chăm sóc này. Cảm xúc của em là nó hơi khó chịu vì tại vì ăn không có được ăn thoải mái, anh sợ là bụng to sẽ bị bệnh. Tức là phải ăn theo cái thực đơn của anh đưa ra. Dạ, muốn hỏi được ăn sữa cơm nhiều, ăn đồ ăn nhiều không? Có nghĩa là mình biết rằng là sự chăm sóc này dành cho mình là tốt. Dạ. Nhưng mà can tâm thì mình cũng không có can tâm. Bạn thấy là cũng trong thời gian ngồi với mình thèm. Đúng rồi. Thèm bất nhân lắm chị. Không có những cái cơn thèm ngang ngược chị hiểu. Và cái giờ thèm cũng rất là ngang ngược. Vậy thì có bao giờ em bộc bạch giảng là trời ơi em biết cái này là nó tốt, ăn nó ổn, nhưng mà em đang thèm một cái món khác và em muốn ăn một cái kiểu khác. Có cái cơ hội nào được trình bày gì đó không? Dạ, em cũng có nói, nhưng mà anh kể rất là nhiều quá. Thì cô mẹ chứ không có cô con. Cô mẹ thì sẽ bị đại mộn, bị bé. Trời ơi, nhưng mà mẹ không có cái gì con, đâu có vui. Anh cũng ấy thôi. Anh cũng cỡ trối cho người ta sơ sơ đi chứ rồi. Chị, bạn này hợp tác chị. Bạn này hợp tác, vấn đề là bạn này rất là hợp tác, rất là nghe lời. Mà không biết bên trong bụng có nghe lời hay không thì không biết, nhưng mà cái thái độ là rất là nghe lời. Tại vì bên trong bụng mà nghe lời là bữa nay không ngồi để kể kiểm nặng là quên luôn rồi. Nhưng mà nói chung là sau khi trượt tường trình với ảnh rồi thì cũng không có thay đổi được một gì để trơn rõ. Dạ, không thay đổi được. Nhưng mà trong cái quá trình mà em mang bầu như vậy, với cái sự chăm sóc của ảnh, đôi khi nó là phù hợp với em, nhưng đôi khi nó lại hơi đi lệch hướng so với lại những cái sở thích của em, thì có xảy ra mâu thuẫn không? Có nghĩa là em thuận lòng luôn, dễ thuận lòng luôn. Nhưng mà có những cái cơn nào em cảm thấy ừ mình cũng hơi ức chế chút chút không? Dạ cũng có. Rồi lúc đó em làm gì, những cái cơn ức chế đó thì em xử lý nó bằng cách nào? Em xử lý là em cũng cho
tốt thì đương nhiên là coi như mình tin vào sự trưởng thành của anh đi rồi tốt chắc chắn rồi, nhưng mà thôi giờ anh quan tâm đến cái tiếp nhận của em, tức là em có thích cái gì không, có bao giờ anh quan tâm đến việc là tốt là đúng là tốt, nhưng mà bây giờ mình có thích cái đó hay không, đã có để ý đến cái việc mình thích gì không, dạ con. Mà ví dụ như có một cái thứ gì đó mà em không thích thì em nói bạn là nhưng em không thích để anh có thay đổi không, hay là anh sẽ cố gắng và thôi không thích thì thôi đáng đi, để em không thích thì anh sẽ có cái mức độ không thích đó có quá lớn không, có quá lớn hay không, thế mà không có ít thì anh sẽ ra là bây giờ cụ thể một vấn đề đi chứ, để giờ em nói có cái gì khó chịu đó, cái gì mà em được làm không ý của em không? Thực ra nãy giờ chị nhận ra một chuyện thôi, có nghĩa là bạn ấy bị yếu thế, bị yếu lý. Thực ra nếu như mà nói rằng là anh có làm sai không thì em sẽ tự trả lời em thấy là anh không có làm sai, anh làm đúng và anh chủ động lựa chọn những cái nó tốt cho em. Nhưng mà thực ra thì vẫn có những cái thứ mà nó tốt nhưng nó không phải là cái em thích, có điều là tại vì anh đã chọn đúng rồi, tại vì anh cũng có lớn hơn, tự bọc ra một cái câu ban nãy mà anh lớn hơn em. Chính cái vị thế đó nó cũng tạo ra một cái ám thị nhất định để em dọn dẹp ảnh không luôn, hoặc coi như cái này là một cách, nhưng mà nếu như nó nhận một cái sự phản ứng không có trong một thời gian thì không coi như được chờ, thứ nhất là bạn có tự dọn dẹp chính mình mà nó khó lắm nha chị. Tại vì á, chị thấy nếu mà như vậy thì chứng tỏ một điều là bạn này em không ngán đúng không? Thì anh em không có ngán đúng không? Phải đó, làm ngán đi. Em không nghĩ cho nên là em mới có thể làm được những cái điều mà bản thân em không thích, nhưng em vẫn phải làm theo cái sở thích và cái kiến thức của người khác. Chứ còn gặp những bạn mà ngán thì chị xin lỗi, bây giờ mà có không cho em ăn em cũng lén em đi ăn à. Cái người phụ nữ mà khi mà đã tới cái cơm của họ rồi, lúc họ có bầu á là không có cái gì mà cản được hết, mặc dù là họ biết ăn cái đó là không tốt nhưng họ vẫn phải rét, họ chiều lòng cái sở thích và cái sự thèm thuồng của họ một chút xíu thôi. Và thực sự ra nó vẫn nằm ở trong cái gọi là phạm vi cho phép của bác sĩ. Tại vì ngày xưa khi mà chị có bầu, bác sĩ vẫn nói là con thích gì con cứ ăn, hẹn gì con cứ ăn, chứ con đừng có mà cứng nhắc quá. Thì nhiều khi em thấy trong